Không tắm. Tắm một tí là xong thôi, mẹ pha nước ấm rồi. Con chỉ việc vào đấy ngồi trong chợ nhá. Con không tắm đâu, lạnh đâu, con không tắm. Không lạnh, mẹ hứa với con là không lạnh một tí nào nhá. Là con hoàng tử của mẹ nhá, không có lạnh một tí nào. Pha nước rồi, nghe lời mẹ đi nhá. Thế nhưng mà tắm nhớ đâu nước nó vào lỗ mũi con thì sao? Điếc mũi con à? Được rồi, thế mẹ sẽ lấy cái bông nhá. Mẹ sẽ cái bông mẹ rút hai cái lỗ mũi còn lại, không có sợ nước vào mũi nữa. Không tắm đâu. Hả? Không tắm đâu. Làm sao? Mẹ luôn lỗ mũi con nhưng mà nhớ đâu nước nó vào tai con thì mua mà thối tai con à? Hả? Được rồi, con yên tâm. À, mẹ sẽ lấy cái bông nhá. Được rồi, đây. Cái bông không đây. Bông có tẩm sẵn là nước hoa đây, thơm lắm con gửi đấy. À, đấy thơm chưa? Đấy. Được rồi. Ngoan nhá, mẹ yêu nhá, là hai cái lỗ tai của mẹ nào. Đấy, nút lỗ mũi này, nút lỗ tai này. Đấy, đấy con yên tâm chưa? Tắm nhá. Mẹ làm con như này trông con như được dở hơi đấy. Không dở hơi bây giờ nào? Nhá, mẹ nút lỗ mũi con rồi nhá. Hả? Mẹ nút lỗ tai con rồi nhá. Thêm ví dụ nước nó vào lỗ mắt con, mù mắt con à? Thì mẹ nút luôn hai cái lỗ mắt của con được chưa? Được, mẹ nút lỗ mắt con này, mù mắt con à? Giờ mẹ nhầm, mẹ sẽ lấy cái kính bơi nhá. Cái kính bơi mà hôm mẹ mua ở Đồ Sơn. Đấy, con bịt lại. Đấy, con đeo vào thế là không có một tí nước nào vào đâu hết. Nếu mà mẹ đeo con như thế này thì mắt con trông như thằng mù à? Con ứ tắm rồi, con không tắm rồi, con nó hỏng rồi, không tắm rồi. Mẹ yêu nhá, hoàng tử của mẹ tắm một tí cho nó sạch sẽ thơm tho rồi mẹ mua bánh hamburger cho con ăn nhá. Con không thèm ăn bánh nào hamburger. Thế pizza được không? Con không thèm pizza. Ô hay, thế bây giờ con muốn cái gì nào? Muốn cái gì là mẹ cũng thưởng ngay cho con nhá. Mẹ đừng có mà nói điêu nhá. Thế bây giờ con muốn là mẹ phải bảo bố lấy ô tô đưa con đi học. Giống con Hòa Thúy ở lớp con ấy, bố nó toàn đưa nó đi học bằng ô tô đấy. Ô hay, thế nhà mình đã có ô tô đâu mà con đòi ô tô nào? Mẹ đừng có mà điêu. Ô tô hôm nào chú Nghĩa nhà đưa bố đi làm bằng ô tô. Đấy là ô tô của công ty bố, không thể nào đưa con đi học được. À thôi được rồi. Mẹ thế đừng này. Có nói điêu. Cái ô tô đấy nhá, người ta bảo là bố đi làm cầu làm đường, bố tham ô được cái ô tô rồi mẹ chả biết thì thôi nhá. Ui, bịt cái mồm lại, hư quá cơ, không được nói lung tung hay chưa? Nhưng mà con không tắm đâu. Bao giờ mẹ bảo bố mua ô tô cho con thì thôi được rồi, lúc nào bố mua ô tô, mai mẹ bảo bố mua ô tô sẽ đưa con đi học. Oai con Hoa Thúy được chưa? Thế thì mai con mới tắm. Không được, mai tắm thì bẩn chết người. Sáng này con tắm rồi, nào nghe lời mẹ. Thế hoàng tử của bố thế ai để bắt nạt con thế? Mẹ con bắt nạt con. Cái gì thế? Lại còn đòi đi học bằng ô tô nữa. Cứ bình tĩnh, có chuyện gì nói bố nghe thế nào. Con không tắm, mẹ con cứ bắt con tắm. Con bảo bao giờ bố mua ô tô cho con, giấu con bé Hoa Thúy ở lớp con, bố nó đưa nó đi học bằng ô tô thì con mới tắm. À, ui, con thế thôi, có cái gì đâu mà mẹ mắng con. Đấy thì anh đi mua ô tô cho nó đi. Con thích đi ô tô gì? Dạ vâng. Ui giời, chuyện nhỏ nhé. Con ngồi đây. Con của bố nó phải oai hơn con Hoa Thúy nhé. Rồi cần thiết mai bố đưa con đi học bằng máy bay luôn. Thật ra bố? Bố. Được chưa? Nhưng mà bố ơi, ở trường con làm gì có sân bay? Không có sân bay thì bố sẽ hạ cánh xuống cái nóc nhà 2 tầng ở trường con đi. Thế à? Oai không? Ừ nhưng mà bố ơi, nếu mà bố hạ máy bay xuống cái nóc nhà trường con thì nó sập trường. À đúng rồi, con nói này. Bố, bây giờ bố sẽ hạ máy bây xuống ngọn cây phượng. Ngọn cây phượng ạ? Ừ, sướng không? Úi dồi, cây phượng hoa rực rỡ này. Bố con mình hạ cái máy bay xuống. Ui. Không được bố ạ. Trường con có mỗi một cây phượng. Thế nhưng mà ở dưới cây phượng nhá, là phòng của thầy hiệu trưởng. Thế máy bay của nhà mình mà xuống mà cái cánh quạt nó khua một phát thế này thì nó bay. Con sợ cái cánh quạt nó phạt cái nhà thầy hiệu trưởng gì. Vâng. Nếu vậy thì thế này, bố nghĩ ra rồi. Bây giờ bố sẽ đến thẳng trường nhá. Bố đề nghị thầy hiệu trưởng xây riêng cho một con một cái sân bay. Được chưa? Xây sân bay bố? Ừ. Thế nhưng mà bố ơi, người ta bảo xây sân bay mất nhiều tiền lắm. Như bố làm gì đủ tiền mà xây sân bay? Con yên tâm, bố có đầy đủ tiền để xây sân bay cho con nhá. Được chưa? Sướng không? Con sợ mà nhà mình nhá, gì có tiền mà xây sân bay. Bố không có tiền thì bố hết tiền thì bố lấy tiền của mẹ. Nói vớ vẩn cái gì thế hả? À bố ơi, cô giáo con còn bảo bố được lên báo đấy. Lên báo thế nào? Cô giáo con còn bảo là con giàu nhất lớp nhá. Bố là làm kỹ sư giám đốc làm cầu làm đường nhá. Bố ăn cắp được bao nhiêu nhựa đường với bao nhiêu sắt. Thế là người ta cho bố lên báo đấy. Này, con không được nói dối vật nhá. Cái nhà nói lung cao lung tung. Thôi đi tắm đi. Cô giáo con bảo thế chứ. Liên thuyền cái gì? Bố yêu con lắm, yêu con nhất đấy. Mẹ thấy chưa? Ở nhà này chỉ có mỗi bố là yêu con thôi. Mẹ chẳng yêu con cái đấy. Mẹ cũng yêu con chứ, chẳng qua mẹ không có ô tô, không có máy bay như bố thôi. Không. Mà anh nói như thế thì con nó phủ nhận em à? À,
để bố sửa lại. Mẹ con cũng rất là yêu con. Tuy mẹ con không có ô tô, không có máy bay, nhưng mà mẹ con mua quần áo cho con này, tắm rửa cho con này, rồi đi dép, giày dép cho con này, rồi cho con ăn. À, lại nói tắm rửa. Thôi, em đưa con đi tắm đi. Đi. Thế nhưng mà con đi học của ô tô thì lại bố lại phải đi làm xe ôm mà. Không, chú Nghĩa sẽ đưa ô tô cho con đi học, còn bố đi xe ôm. Không được. Không có vấn đề gì. Anh là giám đốc, ai đi xe ôm đi làm thì còn ra cái thể thống gì nữa. Có ảnh hưởng gì đâu, xe ôm hay là xe máy hay là ô tô, nó không ảnh hưởng gì đến cái chức vụ giám đốc của anh. Em hiểu chưa? Thôi tốt nhất là em đưa con vào đi tắm đi. Mà này, nhớ cậy cái nắp cống ra, ngồi tắt cống chết đấy. Bố cứ làm như là con bẩn lắm ấy. Quên, bố xin lỗi. Con Thơm. Con lớn rồi, con không khiến mẹ tắm. Thôi, khiếp quá. Nào. Vẫn đêm ngủ vẫn còn đái dầm rồi còn đòi làm người lớn. Mẹ đừng có yêu đái con mỗi lần nhá. Đi vào tôi kiểm tra xem. Hai mẹ con cứ như là phượng trèo. Dậy nhanh lên. Ôi, cục cưng của mẹ đâu rồi? Dậy ăn sáng nào. Ngoan mẹ yêu. Con trai à, nhớ quá. Đêm qua ngủ có ngon không? Cục vàng của mẹ dậy nhanh lên. Dậy ăn sáng mẹ thương nào. Nhanh lên. Ôi mẹ yêu. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Đâu rồi? Khỉ ở đâu rồi? Sao lại nằm đổ đây? Trời ơi, mẹ không gửi con đâu, con không ăn đâu. Hả? Làm sao dậy còn mất con no con không ăn đâu. Hay no cái gì mà no mà sao đi ngủ lại đeo kính thế này rồi. Ôi khổ thân mẹ. Dậy mẹ yêu con không ăn đâu. Hả? Con vẫn no lắm. Bây giờ mẹ cho con Visa với con Milu nó ăn trước cái này tí không làm sao. Hay mẹ có đẻ ra Visa Milu đâu mà mẹ để cho nó ăn hả? Dậy đi, no đâu mà no. Hôm qua con ăn có mỗi hai thanh xúc xích Đức này, một cốc sữa Milo này, rồi là một bát khoai canh khoai tây, vẫn còn ít lắm. Mặt thức khuya như thế làm sao mà đủ sức hả? Nhưng mà con vẫn còn no, con đâu mà con không ăn được. No. Hôm kia còn ăn 5 thanh xúc xích, 5 cái đùi gà rán, rồi là canh khoai tây thì mấy bát, làm sao mà no? Sữa thì uống 2 cốc mà vẫn còn ăn được, có kêu no đâu. Thế thì dậy mẹ yêu nhất đây này. Con này, con trai của mẹ đây này, hoàng tử của mẹ nhìn đây này. Toàn là táo tàu này, trứng này, bơ này, sữa đây này. Sữa ngon lắm. Ui dồi, mà kệ mẹ con ăn, mẹ là con tỉnh ngủ, con mất đèn ấy. Ô hay. Không ăn đâu. Ô hay. Đây. Nào đợi mẹ một tí con ơi. Hả? Thôi. Chúng à, mẹ bảo này. Con trai ơi, mẹ bảo này. Con nhớ đánh răng xong mới rửa mặt nghe chưa? Đánh răng 1 phút, rửa mặt 3 phút. À không, đánh răng 3 phút, rửa mặt 1 phút nhá. Nhớ là phải đánh từ bên trong ra bên ngoài là 1 phút 6. Từ bên trên xuống bên dưới là 54 giây. Từ bên trái qua bên phải là 1 phút chung à. Nhớ chưa? Ô này này, con ra sớm 25 giây nhá. Mà sao không lau mồm đi à, thế kia. Kệ con. Ui giời. Thôi bây giờ vào ăn sáng, từ sau đừng có như thế nhá. Mất ngủ rồi ra. Nhanh vào mẹ yêu. Ui giời, ấy đợi tí nó thì ngã. Đâu, đưa cái mồm với miệng lên mẹ xem, nằm ngồi xuống đây. Lâu rồi. Ôi dồi ôi, bẩn hết cả áo rồi thế này. Đâu cái mồm cũng sạch. Đây, toàn những thức ăn ngon thì phải con này. Ui giời ơi, đang ngủ ngon thì gọi dậy mất ăn. Khổ quá, đây con xem đây này. Toàn những thứ ăn ngon đây này, đây ăn bánh mì nhá. Đấy, nhiều vitamin lắm con ạ. Đây mẹ cho con toàn những thức ăn bổ dưỡng này. Nào là vitamin A, vitamin D, vitamin C. Rồi là glucid này, lipid này, acid amin. Ăn để cho con thông minh, khỏe mạnh nhá. Đây này, cả sữa đây này con này. Sữa là bổ dưỡng, là trí tuệ, là thông minh lắm đây này. Sữa thiên tài đấy con. Con uống đi, ngon lắm. Còn có 15 phút để ăn, cứ bình tĩnh nhá. Đây, bánh nữa nhá. Ủa, con ăn nó lo lắm, phải ăn nốt mấy ngày nhá. No cái gì mà no. No thì cũng phải ăn hết cái chỗ này. Ngon ăn lắm. Nếu mà không muốn ăn, ngày mai mẹ sẽ đổi thức ăn khác. Nhưng mà hôm nay là phải ăn hết. Đây, thì ăn bơ nhá. Bây giờ con ăn bơ đây này. Đấy, ăn đi. Chứ đừng có như cái hoa nhà bác Hóa ấy. Mà sang đây chơi ấy, mà nó nhìn thấy cái đĩa sốt vang của con để thừa đấy. Thế mà nó nhìn háu háu ra con ạ. Đấy, thế là mẹ bảo là con kia, nếu mà cháu thích thì cháu cứ tự nhiên.
Thế là thôi, nó liếm sạch không còn một tí nào hết cả. Ôi thời buổi này mà con cái ăn như chết đói là muốn nhầm với con ạ. Nhưng mà nó gầy như thế để nó còn thi được vào trường múa chứ. Đây đây, con ăn cả cái này nữa. Múa may gì, con đừng có nghe nó. Ai bảo thế? Bác Hóa bác bảo thế, cho bạn ăn ít thôi để cho bạn ấy thi vào làm diễn viên múa với cả diễn viên điện ảnh. Với cả là người mẫu. Mẫu gì? Cứ đấy thì làm gì mà người mẫu, diễn viên, diễn viết gì. Ra đến sân khấu được hai bước thì có mà ngã lăn như thiên nga dễ chết. Con đừng có nghe, con phải ăn thật nhiều vào. Tất cả những cái thứ này là rất là bổ dưỡng. Sau này con sẽ béo tốt, khỏe mạnh ra. Lớn lên còn làm giáo sư, tiến sĩ nhá. À, phó giám đốc, làm giám đốc như bố ấy nhá. Con nói thật với mẹ, mẹ phải cho con đi bác sĩ khám bệnh xem đường tiêu hóa con thế nào. Mẹ bắt con ngồi ăn một ngày bao nhiêu mùa là thứ mà không biết nó đổi đâu ra điều hết thì chả hết béo được thế nào cả. Từ từ nó khác béo, mưa dầm thấm lâu con ạ. Con bình tĩnh rồi nó sẽ béo tốt lên. Nhưng bây giờ con xem này, không béo, tuy là không béo đâu nhưng mà rất là săn chắc và khỏe mạnh, cứ như nắm cơm của mẹ. Mẹ đã ốc nhồi cho con ăn sáng xong chưa? Vẫn chưa xong. Úi dồi ôi, nhồi cứ như là nhồi vịt thế mà chưa xong cả. Này con ấy nhanh nhanh xuống Trung Nghĩa cho anh ô tô chờ con ngay ở dưới cổng rồi. Trung Nghĩa đến rồi. Con oai chưa? Như giám đốc luôn đấy kìa. Thế bố đi ô tô. Thế tôi con đi ô tô. Thế con làm giám đốc thì bố lại đi xe ôm. Thế là con được đi ô tô thì. Thế thì con mới đi học. Con hay. Chú đến với đâu bố? Thế đang ở cổng rồi. Này. Em xuống ngay dưới kia xem cô Bích cô làm sao thế mà sáng sớm ra chắc hai vợ chồng yêu nhau quá đà, mặt mũi sưng hú phíp cả lên. Ôi, tổng con quá. Con ăn xong đâu? Đây, này con ơi, để con mang cái này đến lớp, anh nhớ dặn con nhá, là mang cái này rồi giờ ra chơi ra gốc cây ngồi ăn. Mà anh nhớ mua thêm cho con mấy hộp sữa nữa nhá, đi ghém mua cho con cả tí bánh nữa nhá, thêm bánh ngọt nhá. Cứ yên tâm đúng rồi, em chú đáo quá. Đây, mang thêm cho con mấy thứ này nữa đây. Nào, thế còn cái gì đây? Cứ đưa nốt mấy quả trứng qua đây. Mấy quả trứng à? Này không chả mấy nó thành khủng long gì. Sớm khổ chưa, sáng sớm ngày ra có chuyện gì mà đã thút tha thút thít thế này hả cô? Chị ơi em khổ lắm chị ạ. Làm sao khổ, cô tưởng trên đời này có mình cô khổ à? Thế có chuyện gì thì nói tôi nghe xem nào. Anh không nhà em, anh ấy cứ mắng em vì tội. Mắng làm sao? Anh ấy bảo em không biết. Cái thằng này lúc nào cũng mắng hết, ai mà chịu được. Thế nó mắng chuyện gì? Nó mắng thế nào? Anh ấy bảo em là em không biết. Ồ hay cái thằng này. Thế nếu mà nó mắng cái chuyện đấy thì đúng là nó là quá lỗ mãng, quá thô lỗ rồi. Vợ còn trẻ trung thế này, không biết thì tức là chưa có kinh nghiệm phải dạy dỗ tử tế chứ ai lại mắng. Mà cô cũng lạ thật cơ. Cái thời buổi này tivi sách báo đầy về những cái chuyện tình yêu, thế mà cô lại để cô không biết thì nó mắng là phải rồi. Chị bảo sách báo tình yêu gì ạ? Ô hay, thế cô chả vừa nói với tôi là chồng cô mắng cô về cái chuyện là cô không biết cái điều gì nữa. Vâng, chồng em mắng em vì tội không biết ạ. Thì làm sao? Sao là sao hả chị? Nó mắng thì đúng rồi còn gì nữa. Bây giờ cô cũng phải học chứ. Học gì ạ? Ô hay, thế cô thần kinh à? Cô vừa mới nói với tôi nó mắng cô về cô không biết cái chuyện ấy. Cô cũng cười thật. Ôi nó đùa ấy chị này. Có gì chị cứ nói thẳng ra mẹ em chị cứ... Này thì làm sao mà em biết được? Thì cái chuyện này cô không biết cái chuyện đấy đúng không? Ôi trời chết rồi. Bà chị tôi dạo này già thật rồi. Lần này thì là chị ấm đầu thật rồi, thần kinh thật rồi. Làm sao? Em bảo chị là anh Hưng nhà em, anh ấy mắng em vì tội không biết, là không biết dạy thằng cu tí này em, chứ không phải là cái chuyện... Chị ơi, chị có phương pháp gì không? Chị bảo cho em với, không có này em khổ lắm chị ạ. Phương pháp thì tôi hơn nhiều. Tôi có hai phương pháp quan trọng, ba bằng hết và chiều triệt để. Hai phương pháp, ba bằng hết, chiều triệt để. Làm ơn dạy cho em với, mở mang kiến thức cho em đi. Thôi được rồi, bây giờ cô cứ lên nhà ngồi với tôi. Nhớ tôi sẽ truyền kinh nghiệm cho cô. Nhớ đấy. Thế ba bằng hết và chiều triệt để như nào, nói cho em với, em sốt ruột quá rồi. Nói như thế là mới hiểu là cô không có một tí lý thuyết nào trong đầu cả. Đấy, bây giờ cô, tôi nói cho cô biết nhá. Vâng. Bây giờ là thời buổi công nghệ. Vâng. Công nghệ tốt thì sản phẩm tốt. Mà vâng. Công nghệ không tốt thì sản phẩm không tốt. Đúng rồi ạ. Đấy, bây giờ tôi tỉ dụ thế này cho cô dễ hiểu nhá. Vâng. Ví dụ như là củ khoai ấy. Vâng. Cái củ khoai lang đó mà. À, khoai lang chứ không phải. Đúng rồi. Nếu mà mình chăm nó tốt thì nó sẽ to. To. Nếu mà mình chăm nó không tốt thì, thì tức là nó đấy. Là bé chị đấy. Đấy rồi, hiểu chưa? Rồi này, nếu mà mình chăm con mình tốt ấy vâng. thì nó sẽ thông minh khỏe mạnh. Chị ơi, từ nãy đến giờ chị nói em thấy cái tầm hiểu biết của em nó mở rộng. Nhưng mà chị ơi, thế còn cái ba bằng hết ấy, tức là nó có ba khâu, ba bước như thế này. Vâng. Bước thứ nhất là ăn bằng hết. Ăn bằng hết. Bước thứ hai là ngủ bằng đủ. Ngủ bằng đủ. Bước thứ ba tức là lặp lại bước thứ nhất, tức là ăn bằng hết. Chị ơi, thế thì chị cứ nói luôn nó là
hai bước cho nó dễ nhớ hơn. Không thể nào hai bước được, ba là ba. Bởi vì bước thứ ba là nhấn mạnh lại cái bước thứ nhất, là cái bước ăn bằng hết ấy. Ăn bằng à, thì có nghĩa là cái bước thứ ba mới là bước quan trọng. Đúng rồi, là quan trọng, không thể nào rút gọn được. Ba vẫn phải là ba. Vẫn phải là ba. Còn cái khâu cuối cùng ấy, là cái khâu mà chiều triệt để ấy. Chị nói nốt cho em đi. Chiều triệt để tức là chị ơi, đấy, chị đấy. Tôi làm như thế để cô có thể coi như là nhập được hết vào đầu của cô. Vâng. Đấy, chiều triệt để cần là mình đồng ý. Phải đồng ý ngay ạ? Đúng, đồng ý ngay. Vâng. Khi nào trẻ đòi là mình phải gật đầu. Khi nào nó muốn là mình phải ok ngay. Vẫn chưa hiểu à? Chưa. Thế nói từ nãy giờ cô không hiểu à? Theo cái hiểu của em ấy, mặc dù em chưa hiểu đâu. Có nghĩa là ba cái bước đấy thì mình không thể gộp lại làm một được. Đúng. Bởi vì bước thứ ba là nhấn mạnh của bước thứ nhất. Đấy, nên là bước thứ ba là bước quan trọng nhất, nên là không thể gộp lại là một được. Thế là cô thông minh hơn tôi tưởng rồi đấy. Ôi thế hả chị? Thế nên là tôi bảo cô này nhá. Vâng. Chúng mình thì mọi cái nó đều có khả năng trong giới hạn đúng không? Vâng. Thế nên là ví dụ như cái thằng Trung nhà tôi ấy, vâng, nó lại bây giờ nó lại đòi là phải đưa nó đi học bằng ô tô. Thế như nhà cô thì làm sao có khả năng đấy? Ôi dồi ôi, nhà em chỉ xe máy thôi, ô tô thì lấy đâu ra? Thế nên là bây giờ về cái việc ăn uống của nó ấy, vâng, nó đòi gì là cô phải phục vụ nó ngay. Ăn uống là mình phải đáp ứng ngay. Đúng, phải đáp ứng ngay cho nó đầy đủ. Nó hơi khó chị ạ. Bởi vì nhá, tự nhiên mà bây giờ nó lại nghĩ ra cái món trên rời dưới biển. Cô cứ yên tâm về vấn đề này. Vâng. Bọn trẻ con tuy thế thôi nhưng mà nó không thể nào mà đòi hỏi ngoài cái tầm hiểu biết của nó. Ví dụ như thằng Trung nhà tôi vừa rồi ấy, nó lại đòi một cái món gì cô biết không? Món gì hả chị? Đùi gà trống nhưng mà lại phải bên trái. Ôi thưa chị ơi, thế sao nó lại không ăn bên phải mà lại phải bên trái kìa? Đấy, đấy, đấy mới là vấn đề. Vâng. Đấy, tôi bây giờ mới hiểu và tôi sẽ giải thích cho cô. Vâng. Cái con gà mái ấy mà. Vâng. Tưởng là ngon hơn gà trống nhưng mà không hề. Vâng. Con gà mái cô biết không? Nó lại đẻ nhiều này, bụng nó xệ xuống này, rồi đùi nó lại nhạt thịt này. Đấy, ăn không có tốt cái gì cả. Thì hòa ra gà mái không ngon hả chị? Không ngon. Thế à? Con gà trống ấy. Vâng. Đấy, cái trước khi nó gáy sáng ấy, vâng, bao giờ nó cũng nhún chân trái. Đúng rồi. Nó phi lên đống rơm. Nên cái đùi chân trái của nó bao giờ cũng là săn chắc và ngọt thịt. Đấy, nhưng mà hôm vừa rồi tôi đã phải mua 5 con gà về để lấy 5 cái đùi rán cho thằng Trung nhà tôi nó ăn. Còn cái chỗ còn lại tôi, vợ chồng tôi ăn được có vài miếng là đem đổ tất. Ui dồi, phí thế. 100 con gà thì không thể nào con nào cũng thuận chân trái được. Ví dụ như em để ý trên vô tuyến ý, trên TV, các cầu thủ thì không phải cầu thủ nào cũng thuận chân trái. Có cầu thủ thuận chân phải. Em hỏi chị, ví dụ như chị mua phải con gà mà nó thuận chân phải thì trước khi nó lên đồng rơm nó cũng nhún chân phải, nó phi lên thì đùi chân phải cũng ngon. Nói như thế thì vô cùng lắm. Bởi vì nhá, em nói thật với chị, bây giờ không phải lúc nào cũng có gà thả đâu chị. Bây giờ giặt là gà nhốt trong chuồng thôi, gà công nghiệp ấy, nhìn mặt đứa nào đúng không? Thế bây giờ gà không nhốt trong chuồng thì để ra ngoài cho nó đi lang trại, nó thả rông rồi nó mang bệnh cúm gà rồi con mình ăn vào thì chết người à? Mà tôi nói thật chứ cô nghe thì nghe, cô học thì học chứ không học thì thôi, tôi cũng chả hơi đâu mà đi dạy cô. Này nhé, mà tôi nói cho cô biết nhá, vợ chồng ông cục trưởng ấy chuẩn bị là mang sách vở đến nhà tôi nhé, để nhờ tôi chuyển giao cái công nghệ chăm sóc con ấy. Ôi thế đã à? Vừa rồi đến nhà tôi thấy thằng Trung nhà tôi nó khỏe mạnh hồng hào. Đấy sếp của anh Toàn mà cũng phải mang con đến đây để nhờ chị chuyển giao công nghệ chăm con á. Chả là hôm vừa rồi vợ ông cục trưởng có đến nhà chị chơi. Vâng. Thấy thằng Trung nhà chị nó khỏe mạnh săn chắc, cứ như là cái củ khoai được chăm tốt ý. Thế ạ? Thế mà con nhà ông bà ấy thì như cái củ khoai mà không được chăm. Cái đấy, củ khoai mà như này. Đấy. Thế là vừa rồi bảo là hôm nào hai vợ chồng con cái sẽ đem sách vở đến đây để nhờ chị chuyển giao công nghệ chăm con đấy. Em nghe người ta nói ấy, là cho trẻ con ăn nhiều quá cũng không tốt đâu. Bởi vì dễ dẫn đến bệnh béo phì lắm. Ôi giời, cô cứ nghe ở đâu? Nghe vớ nghe vẩn, nghe tôi đây này. Cái gì nó phải thực tế. Thực tế là thằng Trung nhà tôi nó rất khỏe mạnh và thông minh. Bằng tuổi nó có đứa nào nghĩ ra được rằng là đi ô tô thì sẽ oai hơn là đi xe máy không? Chắc chắn rồi. Thế mà sáng nay bố nó còn bảo là sẽ đưa nó đi học bằng máy bay. Nó thích lắm cô ạ. Thế bằng tuổi chị em mình làm sao mà nghĩ được nó như thế? Ôi trời ơi, đến cái xe đạp còn chẳng dám nghĩ, cắm đầu đi bộ chứ làm sao mà nghĩ được ô tô và xe máy. Mà nó phải nghĩ được thì nó mới làm được đúng không? Đúng rồi, nó nghĩ được nó mới làm được. Vâng. Đấy là tôi phải chăm cho thằng Trung nhà tôi nó khỏe mạnh béo tốt, sau này nó làm giám đốc hay là phó giám đốc hay là giáo sư là tiến sĩ. Đấy vâng. Cô xem mấy cái ông giám đốc bây giờ bụng cứ phưỡn ra. Đúng rồi. Thế là bây giờ tôi nhồi cho nó ăn thật nhiều vào, nhiều chất dinh dưỡng vào để sau này nó phưỡn dần ra là vừa qua. Quá chi lý chị ạ. Cô thấy không? Em sẽ cải cách giáo dục ngay từ hôm nay. Cải cách ngay đi. Chứ ai lại thằng bé nhà em chị ạ. Khổ, ngày nào cũng bắt dậy từ 4 giờ sáng vì cái cách dậy nó quá cũ kỹ của em. Ôi giời, sao cô lại lạc hậu như thế nhở? Mà thằng con cô mới học mẫu giáo. Vâng. Cô làm cứ như là doanh trại bộ đội mà bắt nó dậy từ 4 giờ sáng, cô có bị điên không? Ôi giời, không doanh trại thì cũng gần như thế.
Bởi vì chị biết dậy từ 4 giờ sáng để làm gì không? Làm cái trò gì mà kinh. Dậy từ 4 giờ sáng nhá. Ờ đây. Úi giời. Dậy từ 4 giờ sáng. Ừ. Em cho ra tập thể dục. Úi giời. Em bắt đứng tới tập thể dục như này này. Úi xong rồi em mới còn bắt nó tập tốt nữa. Thôi. Đấy, chị thấy không? Thế thì võ biển quá. Ai lại bởi vì sao? Đi học với chị ạ, về nhà mấy hôm cứ khóc thút thít thôi. Bảo là các bạn bắt nạt. Đấy, nhìn con xót ruột quá thì là em mới dạy cho vài bài. Đấy, về một cái nhá, nhìn thấy mẹ được cưỡng ôm chầm mẹ. Chị ạ, khỏe, mẹ mẹ hôm nay nhá. Con con đã cho mấy bạn đo ván. Đấy, chị thấy không? Ôi giời ơi, thôi mà tôi nói thật với cô nhá. Võ biển là không có tốt đâu. Thời buổi hiện đại bây giờ là người ta cần trí tuệ, cần thông minh. Cô cứ làm thế, bài kia không khéo còn cô đi theo xã hội đen. Em biết chị ạ, đấy. Chính vì thế mà bây giờ cái hậu quả ấy, em lĩnh chọn cả cục rồi đấy. Hả? Cục gì? Cục hậu quả ấy chị ạ. Ôi giời cô. Con nhà em bây giờ đi học ấy, chả ai dám ngồi gần cả. Mà bọn bạn nó cứ đến gần nó một tí là có sợ chết khiếp như con giun ấy. Ôi giời, đấy, bởi vì đấy, không, thấy chưa? Không cẩn thận nhân nó đánh ngay chị ạ. Nên là anh Hưng nhà em anh cứ mắng em là tội dạy con không đúng quy cách, không biết cách dạy con cơ. Ồ, thế tôi tưởng là cô có võ cô chỉ cần giơ nắm đấm nên là chồng cô sợ. Chị tưởng thế thôi, chứ không phải biết võ mà lợi đâu. Ừ. Chính những cái miếng võ là chồng em truyền cho em và em truyền lại cho thằng cu nhà em. À, thế à? Chứ mình bây giờ mà lại cứ lén phén ông lại như này một phát thì... Thôi thôi, cô bình tĩnh, không có là tôi hết hồn. Ông lại tưởng mình là đối thủ chứ không phải là vợ thì có mà xong đời chị ạ. Ừ. Đấy, nên chính vì thế mà em phải học tập cái cách chăm con, chăm thằng Trung của chị về em áp dụng cho thằng cu nhà em. Đúng thế, thằng Trung nhà tôi bây giờ là công nghệ hiện đại, công nghệ tiên tiến đấy. Vâng, em công nhận rồi. Ừ. Hay. Mà quái thì sao giờ này vẫn chưa thấy về là thế nào? Ô thế hay là chị đi đón cháu đi. Lớn rồi, chị tập cho thằng Trung nhà chị đi bộ cho nó quen đi. Ôi giời ơi, đi bộ lạc ngay. Hôm trước bị lạc ở cầu Trung Hòa đấy. Ôi tôi chết. Người đi đường người ta hỏi nhà ở đâu để người ta đưa về mà cuối cùng có biết đâu. Thế là phải lục cặp ra mới lấy được cái số điện thoại của bố nó đấy. Thế mà từ cầu Trung Hòa về nhà mình chưa được nửa cây số mà cũng không nhớ được. Khổ, nhưng mà có đi bộ bao giờ đâu mà biết đường. Thế nhưng mà tôi thấy như thế cũng còn hơn cô ạ. Bây giờ nó đi bộ nhá, những bạn bè xấu rủ dê nó, rồi nó quán xá, rồi nó chít chát, rồi cuối cùng là thành hư người. Ừ thế thôi, cứ đón cho chắc chị nhỉ. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh cô ạ. Em cũng nghĩ thế đấy. Ô, tiếng còi xe không khéo nó về. Thế cô ngồi đây đợi tôi một tí nhá. Ừ. Ôi, có chuyện gì thế hả con? Làm sao, lại khóc? Ê, con này chúng nó bắt nạt. Ôi dồi ôi, làm sao thế này hả con ơi? Đứa nào làm con biếu hết cả đầu lên thế này hả con? Mấy đứa ở trường nó rủ con giải thi câu đố. Thế là con giải sai, thế là chúng nó bắt con phải chui qua háng như nó. Ôi dồi ôi. Sao nổi chúng nó lấy chân chúng nó đạp đầu con đông đất. Ôi dồi ôi, chết rồi con ơi, làm sao con đau con xem nào ơi. Đấy con xem nào, biếu hết cả đầu nó rồi. Ôi dồi ôi, con tí mà cứ ăn vạ. Cái cô này sao cô lại đánh cháu như thế, nó toát đầu nó ra làm sao? Tôi chết rồi, thế là hỏng cái bộ mặt đẹp như trăng rằm trắng trèo của mẹ rồi con ơi. Bây giờ làm thế nào? Bình tĩnh, ra đây cô xem nào. Gớm, nhìn cái thằng bé. Ô thế mà nói đùa ấy, từ nãy em tưởng chị nhiều kinh nghiệm lắm. Con chị phải như thế nào? Gớm, trông nhìn mặt thằng này có giống củ khoai nướng không? Trông có gớm không? Chị bảo trăng rằm rồi. Cái cô này, cô thật là quá đáng, chả có để mặt ai gì cả. Cô lại bảo cháu nó thế tội nghiệp. Cô bảo nó mặt nó như củ khoai luộc tôi còn dễ nghe, cô lại bảo nó như khoai nướng bao giờ không? Thưa ông ạ, bây giờ ông đi lên trên gác để mẹ ông tắm rửa cho ông đi. Hồi quá đi mất. Con lên mẹ, mẹ mẹ lên. Rửa oxy già cho. Dại thế chứ. Sếp cứ yên tâm, vợ em nó mà triển khai chả mấy chốc con của sếp mà béo tốt đấy đà, trắng đón chắn đà cái gì tây gì. Mẹ ơi, thằng kia nó đánh con. Đứa nào đánh mẹ con, đứa nào đánh con mẹ xé xác nó ra. Đây này, thằng này đánh con đây mẹ ơi. Hả? Sao cháu lại đánh bằng? Bố ơi, thằng này đánh con. Ra là cái thằng gai mình tơi, gớm, xương tí về với mẹ. Đúng là gạt nghiệp. Giới thiệu với em, đây là sếp của anh và đây là con của sếp anh. Thế có chuyện gì thế? Đây đây sếp ơi, sếp xem là con trai sếp đánh con nhà em nên là sưng hết cả đầu, không khéo chiều nay em phải đưa cháu nó đi chụp cắt lớp. Chết. Xem cháu có bị làm sao không? Này, đây này, bạn tại sao con lại đánh bạn như thế hả? Con có mắn đạt nó đâu. Con với nó chi giải đố, nó thua, nó phải chui háng con chứ. Nó đánh nhục quá, tự đâm đầu vào tường. Mày đừng có nói điêu, cũng phải xui tao ấy. Thế đố thế nào? Bây giờ đố lại xem nào. Đố thế nào? Đố thế nào? Cho mày đố trước ấy. Cho mày đố trước ấy. Thì con đố trước đi vậy. Nhá, thế con đố nhé. Đố thế nào, đố đi. Con gì mà hay bắt chuột mà kêu meo meo? Con mèo. Thế đố thế thì ai mà chả biết được con. Đói cơm chuột. Đứa nào đâu biết. Mày có giỏi mày đố. Nghe đố này, vừa bằng hạt đỗ, ăn dỗ cả làng, kính cận nghênh ngang, ai ai cũng ghét. Là con gì hả mẹ?
Mẹ anh làm con gì ạ? Làm con gì hả bố? Cái con gì mà hay đậu ở mâm cơm ừ. Ui, con ấy dễ ợt. Cái con ấy tưởng con gì, con ấy dễ ợt. Ngày nào tao chở ăn. Ui, con đi, con đấy. Con đi, tại sao con lại ăn con đấy? Ngày nào mẹ chở cho con ăn mấy con cơ. Con gì? Đấy là cái con đùi gà nhá. Ngày nào mẹ con cũng cho con ăn 7-8 đùi gà nhá. Sai rồi. Thế là mẹ bảo nó đậu mâm cơm. Chứ đừng nói nữa. Sai rồi. Thế là con gì? Con chuồi mắt cận. Ủa nó là con ruồi. Ở trường cũng thua, bây giờ ở nhà cũng thua. Mẹ cứ gọi, mình sẽ đi vật nhau nào. Mẹ ơi, nó gạ con vật nhau. Vật thì vật, không to cao hơn, không sợ gì. Ra vật nhanh lên chị. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Đứng ra đây. Nào nào. Ngay. Ôi ơi, ai trời ơi, mẹ ơi, nó đánh rồi. Ôi trời ơi, sao lại đánh. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Nào, cô lấy nhá. Đã thua nhá. Bố xem, nó lại thua ấy. Cái thằng kia. Sao để bảo vật nhau mà lại đá thế? Em cứ tưởng kinh nghiệm của chị thế nào chứ kinh nghiệm như thế này em chả dám hỏng đâu. Cứ để thằng cu tí nhà em nó thành võ biển cũng được, em về đây. Em chào anh ạ. Okay. Chào anh. Cô Bích ơi. Anh chị nghe rõ rồi nhé. Thôi có lẽ tôi xin phép. Tôi không dám nhận công nghệ chăm con của anh chị đâu. Thôi về đi con. Ôi giời ơi. Này thì đúng là gà công nghiệp thật rồi. Ôi giời ơi, phí cơm rồi con ạ. Rồi ôi, bây giờ là thời đại nào rồi? Mấy giờ rồi mà mẹ còn bảo là ngày xưa với ngày nay? So bì ngày xưa với ngày nay? Mệt quá. Trời ơi. Mẹ ơi, mẹ, cho tiền mua xe máy đi. Cái gì? Đi. Tao lấy đâu ra tiền? Ôi thì mẹ vừa bán mảnh vườn còn gì nữa. Ôi giời ơi. Mẹ, như này nhá. Ngày xưa thì con thấy nhà mình nghèo thật đấy. Thế nhưng mà bây giờ nhà mình giàu rồi, bán vườn bán ruộng xây được cái nhà to đùng to đành như thế này này. Mẹ, thôi. Cái xe máy của con thích ấy nhá, chỉ có mỗi 25 triệu thôi. Cả đăng ký, cả làm biển, vị chi là gần 30 triệu. Ôi giời ơi. Mẹ ơi mẹ, cho con tiền mua xe đi nha. Ôi giời ơi, sao mà nhiều thế? Bao nhiêu tiền tao dồn hết vào cái nhà này rồi. Thôi mà mẹ không thấy ông mồ hôi mà kêu con nhẽ nhại vì đạp xe đạp à? Xấu hổ với bạn bè lắm mà bây giờ con lớn bằng con này, này rồi. Mẹ nói cho con nghe nhá, con là con gái. Không việc gì phải bỏ tiền ra mà sắm sửa cho nó hết tiền đi. Chỉ có anh mày là con trai mẹ phải mua cho nó cái xe máy để nó đi tán gái. Mẹ, nó bằng chúng bằng bạn chứ mày là con gái việc gì mà phải mua nhiêu. Mẹ cho anh bằng chúng bằng bạn, thế bây giờ mẹ cho con bằng chúng bằng bạn đi. Bây giờ là thời đại mới rồi, nam nữ bình đẳng. Mà mẹ, dồn hết tiền mà xây cái nhà này thì bây giờ thời đại mới rồi, chí ít thì mẹ cũng phải sắm cái xe để rồi mà đi ra đồng cấy lúa. Mẹ. Nhà mình bốn đời đi bộ rồi còn gì nữa mẹ. Đi, mẹ cho con tiền mua xe đi. Ôi dồi ôi, mẹ làm cái gì ở dưới bếp mà mồ hôi kệ nhễ nhại thế này mẹ. Bố chị kệ cha tôi. Mẹ mẹ, con thấy mặt mẹ xinh lắm á nhá. Dạo này mẹ ăn được ngủ được hay sao mà mẹ đẹp ghê thế. Thằng nào mẹ đẻ con gái mẹ xinh thật đấy. Mẹ, từ, cho con tiền đi mẹ. Thế mày tiền để mày làm gì? Con mua xe, cái xe con thích lắm, có gần 30 triệu thôi. Mẹ nhá, mẹ cho con tiền mua xe, con sẽ lượn trước mặt chúng nó. Con gái của mẹ xinh như thế này cơ mà. Có xe đẹp, dáng đẹp, xinh xắn. À mẹ ơi, có khi mẹ phải cho con thêm tiền để con thẩm mỹ viện nữa cơ. Để làm gì? Con đập chân đi, kéo dài ống đồng ra, con đi thi hoa hậu đấy. Thôi là lấy chồng Tây, lấy chồng giàu. Lúc đấy mẹ cứ đầu tư cho anh đi. Rồi cưới con dâu về nó có tốt với mẹ không? Hay là con lấy chồng giàu rồi con về con lại phụng dưỡng mẹ. Này mai con gái mẹ mà lấy chồng Tây, khối tiền mang về cho mẹ đúng đấy, không? Mẹ còn có cả cháu ngoại Tây nữa nhá. Trời ơi, thế thì sung sướng quá. Đợi mẹ nhá, mẹ vào mà lấy tiền cho con. 30 triệu đi mẹ. Được rồi, đi vào đây. 30 triệu nhá. Vâng, 30 triệu thôi ạ. 30 triệu đầu tư cho mày mà lấy Tây thì ngày mai mẹ sung sướng nhất làng này. Càng nhiều càng ít. Gì thế mẹ? Người con chết rồi. Sao chết? Ai chết? Mẹ mất tiền rồi. Đây, vẫn còn đây. Không, bố mày lấy tiền của mẹ đi cờ bạc rồi. Làm sao có thể, cho mày được. Thì chết là ông bà. Mẹ, vẫn còn kia mà. Đi rồi. Vẫn còn đây mà. Ôi dồi ôi. Mình mà không tiêu hết chỗ này, mai chắc gì đã còn cả một tệp này. Bà đâu rồi? Bà ở đâu? Lên đây tôi bảo đây. Hôm nay có chuyện gì mà nên tiếng to thế? Bà này, tôi hỏi bà này, cái tiền bán đất bán cát của tôi bà để đâu hết rồi?
Bà nên nhớ là 900 vuông đất nhá, nhân với 2 triệu nhá, là tôi xích xoát có gần 2 tỷ rồi. Hả? Thế bà để đâu cho hết, bà dấm dúi cho hai nhà bà cứ khai tẹt nó ra đi. Khai tẹt ra? Ừ. Hôm nay ông định tra khảo tôi đấy ạ. Sổ yêu tra khảo. Tôi hỏi cho ông biết nhá. Ừ. Ông đi buôn bán với bạn bè của ông, cái tiền nỗ ấy, ai trả? Xây cái nhà này, ai trả? Ông cờ bạc. Anh em nhà ông vay tiền đã ai trả tôi đâu? Tôi còn phải lo cho con cái. Cứ từ từ rồi hãy tính. Này, mình ở thế này là hơn ông bà tổ tiên rồi, đúng không? Ông bà tổ tiên làm gì có cái nhà to vật phá như thế này mà ở. Ông đưa cái nhà to ra mà gầm. Này, bà nghe tôi bảo này, cả cái làng này nhá, cả cái xã này có nhà nào mà không mang đất mang cát ra mà bán để xây nhà xây cửa sắm sửa đồ đạc trong ra đây đó. Ôi trời ơi, mà cũng căn cũng lạ. Kêu ông Thành Hoàng làng nhà mình thiên thế, không biết ông làm thế nào mà mang được cả khu công nghiệp xô bô về đây, cho nên làng xã mới mở mày mở mặt đấy. Thế chưa, trời ơi, bán đất đi mà ông gọi là nộp à? Trời ơi bà ơi, đúng là bà nông dân à. Nghe tôi hỏi đấy, không có cái chuyện bán đất bán cát đấy. Cái giờ này này, bà đang ở cắm mặt xuống đất đít chồng lên rồi, bà còn nhìn thấy cái gì nữa? May mà có cái khu công nghiệp Thu Ngô đấy, nó mới mở mày mở mặt ra đấy. Nên tôi bảo nhà đấy, tại sao không có công Thu Ngô ấy, người ta băng văn minh đến cho bà nhá, bằng cuộc sống tươi đẹp đến cho bà, mà tại sao bà nữa? Qua tôi mở cái nhà đâu? Này này! Lúc nào vậy thế? Lúc nào em hoành tráng đây. Mày quá, mày đến chùa đi. Thầy mát mày coi nhà này. Hôm nay em đến để... Hôm nay, việc của chú thì tính sau. Tôi cũng đang có tí việc muốn nhờ đến chú đây. Ai mà cứ nói. Mà làm tí. Vốn thì vốn ngán gì nữa. Tôi đang định tính làm sang để quay chút ít tiền. À? Bác cứ đùa em nào, em gì có tiền mát cái nhà cao cửa rộng thế này quay được chân vịt. Đấy, đồ uống gì đã. Trong cái nhà to xác thế thôi, chú nhìn xem có cái gì ngoài cái màn hình 21 inch phẳng thì chả còn cái gì cả. Đấy, tôi muốn là muốn vay chút ít tiền để giả tiền công thợ ấy mà. Hay, cái đùa em thế nào ấy. Ai nói bác là em có tiền hả? Rồi. Em làm gì có đất mà bán rồi. Rồi, vừa mới giả vậy. Thế vừa rồi chú chả cắt 600 vuông đất. Thế ra đất thì đã đang thụt. Mà chú còn quăng được 17,5. Cái tiền đấy, cái tiền đâu nữa. Ê, đúng rồi bác mà. Em cứ mở bác đấy. Bác thích uống cái. Thế chú sang đây có việc gì quan trọng đấy nói. Hôm nay em sang là muốn nói chuyện với bác, mà đặt vấn đề có hai vấn đề rất là quan trọng. Em nói trời ơi, vấn đề quan trọng gì? Chú có tí tiền lại rủ ông đi rượu chè cơ bạc chứ gì. Này, đàn bà con gái thích cái gì? Xuống bếp. Đàn ông đã bàn chuyện đại sự. Đại sự? Có một đại bác à, có chuyện gì? Chú cứ tự nhiên. Em muốn sang bản này bác là bác cho em mượn cái bản vẽ. Vẽ gì? Vẽ nhà. Nhà nào? Nhà bác cái vườn nhà ai nữa? Nhà này á? Ừ. Ôi trời. Sao á? Nhà tôi thì làm gì có bản vẽ. Tôi đi cóp nhặt ở phố thịt chó, mỗi nhà một kiểu, rồi về nhà bảo thợ nó xây. Cái nhà này đi đâu ra bản vẽ. Trời ơi, thảo nào.
mình em cứ tưởng mà có hóa ra đi cốt nhỉ. Thảo nào em nhìn cái nhà nó cũng chẳng ra nhà, chạy cũng ra chạy mà chuồng chẳng ra chuồng, hết cả mắt ơi. Bây giờ người người bán đất, nhà nhà bán đất, xây theo mỗi nhà mỗi kiểu, ở thành phố nó còn thế nữa là ở làng quê mình. Đúng đấy, em là em sẽ chơi một kiểu rất độc, không giống ai cả. Kiểu gì? Bác thấy ở trên thành phố kia nhà người ta xây mỗi nhà mỗi kiểu, cứ rối tinh hết cả lên. Đúng rồi đấy. Mà không khéo cái đà này à, người người bán đất, nhà nhà bán đất, rồi không khéo lấy đất ra mà gặp mà không có thì mà gặp mấy đấy. Em sang bàn bác một vấn đề này nữa này, mình sẽ có một tí đất đi, mình mua ô tô để mình vừa có tài sản nó lại vui mình. Mua ô tô trời ơi chú ơi. Cái làng này người ta mua xe bò nhiều lắm nên công đông, thì chú định mua ô tô, chú định nạt ai? Không, em không nạt ai mà em cũng không chơi chổi với ai cả. Bác xem nhà ông mố kia kìa, ông ấy xây cái hai cái mộ tổ đấy, đúng rồi, to cao như là tòa tháp bôi của Mỹ. Ai nói gì à? Ai nói gì đâu? Thế nhưng mà bây giờ mình đầu tư làm ăn đàng hoàng. Nói cái gì? Ai nói? Nói cái gì? Đầu tư cái gì? Mình mua ô tô. Thứ nhất là mình có tài sản. Thứ hai là để nó nuôi mình. Mỗi ngày kiếm đôi trăm ngon lắm. Đầu tư được cái gì? Bài em bàn với bác là bắt cho em mượn ít tiền. Hay là chúng mình chung nhau? Chúng mình chung nhau? Ôi, chú hỏi tôi muốn quá. Bao nhiêu tiền của đầu tư biết vào nhà bạn yên tâm đi, em sẽ giới thiệu cho một thằng môi giới nhà chuyên nghiệp. Ok, môi giới nhà chuyên nghiệp. Nhà đất. Được. Ok thì đây, cô ở đâu vào nhà tôi đấy? Thơm mở cái nhà không? Cô quan hệ gì với ông Mở chồng tôi đấy? Hóa ra chị là vợ ông Mở. Em xin lỗi, em xin tự giới thiệu. Em là Bùi Như Lạc, giám đốc của trung tâm môi giới nhà đất. Ôi dồi, lại môi giới nhà đất? Vâng, thì môi giới nhà đất. Văn phòng của chúng tôi đặt ở thôn Đu Đu, xã La La, huyện Lâm Lâm, gần Đức Việt. Ôi dồi ôi, thế ai giới thiệu cô tới gặp ông Mở nhà tôi? Ông Đoàn. Cái gì? Ông Đoàn ở xã tôi á? Vâng. Ôi chết rồi, lại thằng Đoàn. Thế nhưng mà gặp ông Mở để mua đất gì? Ôi giời, đất chính chủ, đất sổ đỏ, miễn bản mà là tổng hợp các loại linh tinh CT, đất phần trăm, đất canh tác, đất lấn chiếm. Ôi rồi, xin lỗi cô nhá, ở đây chỉ có người bán chứ không có người mua đâu. Không phải là bán đất mà là chuyển quyền sử dụng đất. Chuyển quyền sử dụng á? Đúng rồi. Quyền sử dụng chỉ có chính quyền người ta mới quản lý. Mình làm sao mà quản lý được cái đấy? Thế thì chị không tin tôi rồi. Thôi đấy nhá, trăm nghe không bằng một thấy. Thôi thì chị hãy, tôi sẽ chứng minh cho chị xem qua một vụ giao dịch của tôi với ông Mở nhà chị. Ông Mở nhà tôi? Vâng. Chào bác ạ. Bác có phải là ông Mở không ạ? Vâng. Tôi ông Mở đấy. Em nghe nói bác đang gặp khó khăn về tài chính để cho việc làm ăn gì đó phải không ạ? Ôi đời người thì ai không có khó khăn về tài chính. Vâng, em thấy hoàn cảnh của bác mà động lòng xót xa thay. Bác có một ít đất của ông bà, ông Vải để lại. Bác mang bán tuốt rồi lô đề cờ bạc. May mà còn làm được ra nhà ra cửa này chứ không có phải đi tông giáo. Này. Ai bảo là tôi cờ bạc? Nhà tôi to vặt to vã này, cô bảo tôi con giáo à? Bác không phải giấu em đã biết hết rồi. Chính vì thế hôm nay em mang lộc đến cho bác. Lộc gì? Lộc đất chứ còn lộc gì? Đất nào? Bác lại cứ đùa em. Lộc đất chính là đất của bác đã xây mồ xây mả của ông bà ông Vải ở gần lô của ông Miệt ấy. Ôi nhỏ nhỏ cái mồm thôi, không mà con dân làng ta biết không mà chết à. Tôi chỉ đến không một đẹp thôi, để kiếm tí đất để con cháu nó cày cấy để nó kiếm miếng ăn hàng ngày. Bác cứ làm như là bí mật lắm ấy. Ở cái làng này á, người ta bắt trước bác
người ta có mà làm đầy như thế. Thế á? Mà đất làm ăn cái gì? Bác tính như thế là bác không biết làm kinh tế rồi. Để em tính cho bác xem nhé. Ừ. Một vụ bác thu hoạch được bao nhiêu thóc lúa? Nào là trừ tiền giống, tiền phân, tiền thuốc sâu, tiền công cày, tiền công cấy. Thử hỏi bác còn được bao nhiêu? Ít lắm. Thế? Nhưng mà này, cái đất ấy là tôi lấy. Tôi không chiếm, không có giấy tờ, không có sổ đỏ để bán cho ai mua. Bác cứ yên tâm, miễn là giá cả hợp lý. Còn em đã có cách mà người ta mà đã mua đất ấy, người ta có tiền mua đất thì lo gì ba cái chuyện lẻ tẻ đấy. Trời ơi, có người mua thì lọc, lọc đâu? Đấy, chính là lọc đất đấy. Hôm nay em đã mang tiền đến đây cho bác rồi đấy. Tiền kia. Kia. Trời ơi. Trời ơi bà ơi, ôi trời ơi, tiền nhiều như thế này mà không nhận mới là hoa điên rồi. Ôi. À, có tiền rồi. Bà ơi, ở đây mà em đi tìm mãi mà mướn mồ hôi không thấy. Tìm có cái việc gì? Cái dự án mà đến tiền như này. Cái dự án nhà bản với bác đây nè. Cái dự án này. Tiền thế này rồi. Ok, tí ra con bia, bảo tiếp. Ok, em bia. Trời ơi nha. Thưa các bác đang theo dõi câu chuyện nhà đất, những ngôi mộ giả. Hẳn có người cho đó là một chuyện đùa. Nhưng thưa với các bác, câu chuyện này có thật 100%. Trước đây nhiều người nghe thấy hàng giả, nhưng bây giờ thì lại có cả mộ giả. Câu chuyện của nhà tôi nó chưa kết thúc, xin các bác hãy theo dõi tiếp. Bà đâu? Cái gì đấy? Chắc tôi bảo. Lại có chuyện gì thế? Thịt rồi, rượu rồi, còn cái gì nữa? Tôi bảo bà ra xem đừng sướng đến chưa, gọi từng câu. Bà ra sướng mới chả sọt. Sướng đây, sướng đây. Sướng chứ không phải là sọt. Nghe đến sướng là sướng luôn. Sai đề quá. Láo quá. Mày sang mày không chào cụ mỏ, không chào ông trẻ đoành. Mày sang đây mày kêu người lên. Mình quên, mình quên. Quên. Dạ. Con lạy cụ mở, con lạy ông trẻ đoành à. Này, mày dạo này hơi láo. Dạ. Mày tưởng mày là chủ tịch xã mà đã to à? Mà mày quên hết cả tôn tư trật tự cái làng này, cái thôn này, cái nhà này à? Thế chủ tịch xã không to à? To quá đi chứ. To trong làng, trong xã thôi, chứ to trong nhà này. Nhưng mà cụ cứ quá nhời, con đâu có quên. Ngồi xuống, ngồi em đây. Sướng là sướng nhất là được mời nhậu đấy. Nghề của sướng mà. Láo rồi. Tao gọi mày sang đây để tao giao công giao việc, không phải để cho mày ăn mày uống nhá. Ngồi xuống. Không phải là ăn uống. Tức là không ăn uống thế. À, thì. Không ăn uống thật thế. Thế có việc gì thì phán đi. Làm cái gì mà. Thế con hỏi cụ, con hỏi ông nhá. Thế ở cái xã này thằng nào to nhất này? Ngoài thằng sướng ra. Con là chủ tịch xã. Đói. Việc gì con cũng giải quyết được đúng không nào? Thế thì ông không nhớ cái vụ của cụ mở đấy à? Xây mộ giả để chiếm đất. Thế mà không có cái thằng sướng chủ tịch này á. Thế cụ đi đâu, ông về đâu đây? Rồi. Này, chuyện cũ quá lâu rồi. Mà nhớ dài quá. Dài quá. Chuyện cũ thật. Chuyện cũ. Nhưng mà cụ với ông này, con nghe người ta thường nói là lộc bất tận hưởng, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Sáng nay con thấy hai ông, hai cụ có mỗi người có một cái bao tải tiền đầy thế kia mà. Thằng sướng chả có cái gì. Thằng này tinh thằng này. Sáng nay là may mắn nó là biết chuyện rồi. Ôi cha có phúc rồi. Dạ, thưa cụ, thưa ông, sáng ngày ra nó với dạy mùi, thằng này đánh hơi giỏi lắm. Nghề của sướng này. Đấy. Tiền của ấy, lọc của Thanh ấy, hoàn lạc. Đấy là lọc của
đây là lộc của thành Hoàng Lăng. Hàng có vẻ thật đấy. Cái lộc của thổ địa đâu? Thì như là con còn nghe nói là cụ Mở có chuyện gì đó đấy con. Thằng này á, trẻ không ra, à không tha, không tha, già không thương đâu. Đây tiền của anh đây, đấy đấy, này tiền đây. Tiền mà cứ đập vào mặt thế này ngại chết đi được. Nhưng mà có vẻ là hơi nhẹ đấy, gió thổi bay. Hôm nay ấy, ông gọi mày sang đây là để ông giao công giao việc, chứ không phải là cho mày ăn mày uống này á. Lại cái chuyện đất cát chứ gì. Thằng mày thông minh thật, dòng họ nhà mày nặng nó ra, nó không là vĩ nhân của thời đại. Ông nhìn nó xem là ăn uống bao nhiêu, nó nuôi ốc hết, cái tóc tai có phát triển đó, cho phát triển về trí thông minh này, về vĩ nhân này, quay thai thì ra. Rồi, không phải nệ. Tao nhắc mày á. Thôi nói thế thôi, đừng cụ với ông ấy riêng chuyện gì thì chuyện, chứ cái chuyện đất cát thì thôi nhưng sao đấy, bởi vì bây giờ nó là vấn đề thời sự, nó là vấn đề tế nhị, nhạy cảm lắm, rồi giờ dính vào mất chức đi chơi. Tại sao mất chức? Tại sao không được? Thằng nào cũng kiện à? Giời ơi đây này, người ta làm ăn đúng pháp luật, hợp tình, hợp lý. Hợp cả tình nữa, còn kiện cái gì? Hợp tình hợp lý á? Ừ. Nhưng mà vẫn không được. Thôi, thằng này, này bây giờ ông hỏi thật mày nhá. Cái ao... Ông nghe thấy bảo cái ao đầu làng ấy là xã mình cũng định là cho đấu thầu. Đấu thầu đúng rồi. Mày để cho cụ Mở với mở. Ông đấu thầu. Đấu thầu? Cái gì á? Cụ Mở với ông ấy đứng nghe đấu thầu. Đấu thầu? Cụ với ông đấu thầu nghe. Ôi giời ơi, thế hai cụ định chăn thì là sao mà ngu thế? Sao mà ngu thế? Xin cúm lại bùng phát à? Sao ngu thế? Sao ngu? Mày bảo anh? Thằng này lão. Quá lão. Mà nó không hiểu biết. Cụ người đây chỉ là cái ý thôi. Lấy cái dự án thôi, mày hiểu chưa? Làm cái chứng. Thì thực ra là các cụ định làm cái gì? Nuôi cá. Đây này, tao nói mày nghe này. Nếu như cụ Mở với tao mà được đấu thầu thì cái mảnh đất, cái ao ấy, tao sẽ ngăn từng ô ra. Ngăn thì chúng tao để chăn nuôi này, ngăn để trồng trọt này, làm vườn, ngăn làm dịch vụ, ngăn để chúng tao nuôi cái cá này, cá giấy này. Cá? Trời ơi. Thôi. Mà các cụ cá với mú cái gì hả? Cái loại này được 2-3 chén mà xay bí thì cá với cả mú cái gì? Thằng này ngu lâu lắm quá. Này, không hiểu về điện. Mày ngu lắm, nghe cụ mày nói đây này. Nói đi. Cụ mày không nuôi cá nhỏ. Thấy đó. Cá gì? Cụ mày nuôi cá 40 cân, 45 cân, cá đại dương. Cụ mày mới thả vào đó. Cá ai, cá mà cá thì rất giật này, ai giật thì giật đó, ai cầm thì cầm, không cầm thì mang về nhà. Riêng mày nhé, tao tính giá nội bộ. Bộ tao không tính giá thịt cụ. Nội bộ hả? Mình hoàn toàn la 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 la. Dịch vụ sao chổi được lắm. Phù thủy cưỡi chổi. Này, ô sụn. Sốt. Lại. Chó mèo không có, gọi ai đấy? Gọi anh chứ còn gọi ai? Chả nhẽ em gọi mấy cái con ở trong chuồng à? Này, mày hơi nhầm đấy nhá. Đừng tẩu ở đây đơn thương độc mã mà bắt nạt nhá. Còn có ông Mở nữa, ông ấy tuy hơi già nhưng mà khỏe đấy. Này, Mở là thằng nào hả? Này, gọi ra đây, này. Gọi Mở ra đây này. Đây, này. Xử lý. Ông Mở ơi, chúng nó làm loạn. Ông Mở ơi. Cái gì, thằng nào con nào nó bắt chặt chúng nó nổi loạn. Nó ở đây chỉ có tụi em thôi, không có ai đâu. Này anh, không được đánh phụ nữ đâu nhá, dù chỉ là một cánh hoa thôi. Như vậy là không tốt đâu nhá.
không nỡ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Cửa đâu thì như hai con quỷ cái ấy. Bây giờ thì như hai con cừu non. Lau mặt nhanh thế. Này, chú Đoành. Ai lại ăn nói các cô ấy nặng nề thế. Muốn chinh phục được phụ nữ ấy, đàn ông mình phải nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Dịu dàng, dịu dàng. Im ái. Bác nói chí phải. Cụ này hơi già một tí, nhưng mà có lý lắm. Yêu ơi là yêu. Ôi trời ơi. Này em. Anh bảo này, cái sáng nay hai em định yêu cầu bọn anh nhớ làm cái gì? Bọn anh phục vụ cái gì nào? Đơn giản, anh già đi xuống dưới kia. Đi xuống dưới này. Anh trẻ, ra đây. Cũng ra đây. Ra đây. Em bảo nhá. Nhiêm. Đằng sau quay. Ô, quay lại. Lại đây em bảo. Anh này, đi vào trong nhà. Ơ kìa, rời ạ. Đi đâu mà láo táo thế? Cái lạ này chưa ra trận đã hết đạn. Đi vào trong nhà. Lau nhà. Rửa ấm chén. Nghe rõ chưa? Rõ rồi. Biết. Còn anh trẻ, em nói cho anh biết nhá. Cái dạng anh ấy chỉ đi ra đồng cho bò ăn thôi. Nghe rõ chưa? Này. Cho cá ăn hết đi rồi đi ra đồng. Này. Đi lên. Tôi còn phải làm cái việc này. Hả? Cô là ô xin hay tôi là ô xin mà cô bắt tôi làm cái việc này hả? Này, em nói cho mà biết nhá. Nếu mà cái quán này của anh ấy mà không có hai tụi em á, thì làm gì mà được đông khách như thế này? Tụi em là sao cả đấy? Anh không biết không? Ôi giời ơi. Này, Ôi giời ơi. Sao có mà sao Diêm Vương? Ôi giời ơi, hồ sơ thần chết. Một cô thì cao như ta, nặng như Tây. Còn một cô thì cao như Tây, mà nặng như ta. Hai cô mà để gần nhau im lên đi. Để gần nhau thì cứ như là bút thép với lại bóng tròn. Này ông anh, ra đây. Em nói cho ông anh biết nhá. Chiều cao của em bây giờ ấy, là ở Việt Nam hơi hiếm đấy nhá. Này nhá. Còn eo như em nhá. Việt Nam ấy làm gì có cái eo này. Không có à. Em nói cho anh biết nhá. Em ấy là nằm trong 10 người đẹp nhất của 1 vạn người đẹp nhất thế giới đấy anh ạ. Này, còn em nhá là siêu người mẫu. Siêu người mẫu. Em nói cho anh ra biết nhá, được hoành tráng như em như thế này hơi bị hiếm đấy. Hơi hiếm. Mà em còn nói cho anh một tin nhá. Em vừa đi thi ca nhạc về đây. Em là siêu sao của nhà ấp. Sao? Này, thế cô hát thể loại nhạc gì đấy? Nhạc ốc. Nhạc như nước ốc. Chị hát nhạc dốc đấy ông anh ạ. Ôi trời ơi, cũng không biết. Này, ông anh có biết không nhá? Nhạc ốc ấy. Ông này hát mày gì được nghe kìa. Xong rồi. Này, cô hai em đây nhá, cửa hàng ta là đắt khách phải biết. Này, thế còn cái phương án mù tô nhá. Bây giờ chú về nhà tôi, không mua xe to nữa, không mua xe, bé để tiện việc tiếp khách, được em đi chơi. Đúng rồi. Thì bác với em này, em nhất trí luôn. Chúng mình vào trong kia đi. Ông này, ông bà, tôi xui rồi. Ôi trời ơi, sao thế này? Ôi trời ơi, mà tôi tụt các ông đi ra bắt tử tế. Ai ngờ đâu, các ông đi đổi mày cho con cây bắt mặt thế này à? Ôi trời ơi, một già, một trẻ. Tôi tưởng các ông muốn con thì để đến tôi chứ. Sáng ra mà đã con sớm thế. Này, hai con kia chúng mày biết hai ông này đâu không? Hả? Này, đây là sau chúng tôi nhá. Sao tôi đây không có nó
thì yêu được khách. Đây là hai thần hộ mệnh. Thần hộ mệnh đây. Mua chúng nó thì ma nào. Ma nào đến. Đi cả vui. Sao này? Sao này? Sao này? Sao? Sao gì? Từ giờ phút này chỉ có về nhà mở cửa hàng dịch vụ để hầu vợ hầu con nghe chưa? Nghe chưa? Dạ, đúng thế. Kính vợ thì sống lâu. Người tàu nó bảo thế.